Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin của nhóm bạn công nhân. Chương trình của chúng ta hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây: xăng lại tăng giá đẩy lạm phát lên cao hơn tại Việt Nam; đại diện UNICEF đề nghị Việt Nam nâng gói hỗ trợ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xăng lại tăng giá đẩy lạm phát lên cao hơn tại Việt Nam. Lạm phát tại Việt Nam đang bị đẩy lên cao hơn khi giá cả hàng hóa tiêu dùng, đặc biệt là xăng dầu, tăng nhanh theo các biến động thế giới. Nhiều chuyên gia kinh tế tài chính tại Việt Nam những ngày gần đây đều đưa ra những nhận định cho thấy sức ép lạm phát tiếp tục đè mạnh lên nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022. Giá xăng dầu, các loại thực phẩm và dịch vụ tăng mạnh, ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Nga xâm lăng Ukraine. Ông Trần Toàn Thắng, trưởng ban dự báo kinh tế ngành và doanh nghiệp của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng chỉ số tiêu dùng CPI 4 tháng đầu năm 2022 tăng 2,1%, dù đã cao hơn năm ngoái. Nhưng từ nay đến cuối năm, nền kinh tế còn nhiều biến động nên CPI khó giữ được ở mức tăng dưới 4%. Một số chuyên viên khác cho rằng, với sự bất định của giá xăng dầu mà giới chuyên viên quốc tế tiên đoán còn lên cao hơn nữa những tháng sắp tới, lạm phát của Việt Nam còn cao nhiều hơn nữa. Lạm phát, nói một cách giản dị, là trị giá của đồng nội tệ bị giảm bớt khi cùng một số tiền người ta mua được ít hàng hóa hơn. Sự khốn đốn của quần chúng là đồng lương, số tiền kiếm được đã quá nhỏ nhoi và giới hạn, lại mua được ít hơn những thứ cần thiết cho cuộc sống. Từ ngày 11 tháng 5, Liên Bộ Tài chính và Công Thương Việt Nam quyết định đồng loạt tăng giá các loại xăng dầu lên xét 30.000 đồng một lít. Hai lần tăng giá chỉ trong tháng này làm đời sống người dân thêm khó khăn, khi mọi dịch vụ, phí, cước vận tải, giá cả thực phẩm đều trên đà lên giá. Hai năm trước đây, giá xăng dầu các loại tại Việt Nam chỉ trên dưới khoảng 11.000 đồng một lít. Giá xăng dầu tại Việt Nam luôn cao hơn các nước khác trong khu vực, trong khi lợi tức đầu người lại thấp hơn nhiều. Ngày đầu năm 2022, nhà cầm quyền ra nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm nay là tăng trưởng kinh tế từ 6% lên đến 6,5%. Lợi tức đầu người trung bình khoảng 3.900 đô la Mỹ. Lạm phát kềm giữ dưới 4%. Những gì đang diễn ra cho thấy lạm phát tại Việt Nam sẽ không như chế độ mong đợi. Tháng trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo lạm phát của Việt Nam đến cuối năm có thể lên tới 3,9%, tức tăng gấp đôi mức độ lạm phát của năm ngoái, ảnh hưởng nhiều đến khả năng tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB, một định chế tài trợ phát triển khác, cũng từ dự báo lạm phát tại Việt Nam năm 2022 khoảng 3,8%. Bây giờ, chính các chuyên viên của Cộng sản Việt Nam còn phải nhìn nhận không thể kiềm giữ lạm phát dưới mức 4%. Đại diện UNICEF đề nghị Việt Nam nên có gói hỗ trợ cho trẻ em dưới 6 tuổi. Báo Tuổi Trẻ ngày 13 tháng 5, 2022 loan tin, tại hội thảo công tác, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trước tác động của đại dịch COVID-19. Theo bà Rana Flower, trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam cần có gói hỗ trợ ngay cho toàn bộ trẻ em dưới 6 tuổi. Theo bà Rana Flower, để 100% trẻ em nhận được hỗ trợ, thì sẽ cần mức tiền khoảng 2% GDP của Việt Nam tại thời điểm năm 2020. Mức này được cho là nhẹ nhàng hơn so với 5% GDP ở một nước trên thế giới đã thực hiện để hỗ trợ trẻ em, cũng như các gia đình sau đại dịch. Bà Rana gợi ý, nhà cầm quyền Việt Nam có thể chuyển khoản qua ngân hàng cho tất cả trẻ em được hưởng lợi. Đối với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa thì tìm cách khác. Theo kinh nghiệm của quốc tế, thì phụ nữ là người mua đồ ăn, chăm sóc con nên chuyển tiền trực tiếp cho phụ nữ thì số tiền thực sự sẽ dành cho trẻ em. Bà Rana chỉ ra rằng, nếu hỗ trợ cho một bộ phận trẻ nhất định, thì sẽ xảy ra tình trạng mắc lỗi nhiều, thừa đối tượng, sai đối tượng và làm phát sinh chi phí hành chính. Ngoài ra, bà Rana cũng gợi ý cho nhà cầm quyền nên tăng cường nhân viên công tác xã hội ở địa phương, huấn luyện cho công an cơ sở cách chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nâng giới hạn tuổi quy định ở trẻ em từ dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi để phù hợp với quốc tế, nghiên cứu gói hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em từ lúc mới chào đời đến 3 tuổi, do đây là thời gian não bộ phát triển nhanh nhất và nhà cầm quyền nên bổ sung chương trình đào tạo.